Hello, xin chào bạn. Hôm nay có một cái lô chân carbon mới về, đường kính là 32mm. Muốn giới thiệu cho các bạn. Thực tế thì chân này mình cũng đã về thử một lô 6 cái đợt trước, chất lượng khá là tốt và cũng như là phản hồi của người dùng khá là tốt. Nên do vậy mình lấy vài thùng về để giới thiệu cho các bạn. Đây là cái chân C32T đời mới của chúng ta. Mình nhập trực tiếp từ nhà máy, do vậy nó sẽ không có tên thương hiệu nào. Do vậy các bạn khi mà mua những cái chân kiểu như thế này thì giá thành nó sẽ rẻ hơn. Các bạn cứ ghi là D-Max C32T. C là ký hiệu của chân carbon, 32 là đường kính ống lớn nhất, T là ký hiệu của tripod các bạn nhé. Túi của cái chân C32T này được làm khá là chắc chắn các bạn ạ. Nhà sản xuất đi kèm một cái bộ guiding. Bộ này thì nó dài rơi vào tầm khoảng 5 phân. Thì chúng ta xoáy hết mấy cái đệm cao su này ra, chúng ta thay bằng những cái guiding này, chúng ta cắm xuống thì nó sẽ giúp cho cái chân của chúng ta rất là ổn định ở trên nền đất yếu. Còn đây là cái thân của cái chân C32T. Cái chân này thì không bao gồm đầu bôn, vì ở trong cái phân khúc này ấy, thì cái chân này nó khá là đắt tiền. Nếu mà mình giới thiệu cho các bạn kèm thêm một cái đầu bôn của Trung Quốc nữa thì mình nghĩ là nhiều người ta sẽ không mua. Còn nếu trong trường hợp mà các bạn vẫn tin tưởng những cái đầu bôn của Trung Quốc thì bên mình sẽ có một số những cái đầu bôn, ví dụ như cái đầu Q02 này có giá rơi vào tầm 400.000. Còn nếu mà trong trường hợp mà các bạn có một cái đầu bôn rời chất lượng tốt hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể gắn trên cái chân C32T này rất là dễ dàng. Vì cái đầu của cái chân C32T này là một cái đầu 3/8, nó có thể đảo đầu cái đầu ốc, cái ốc này ốc 1/4 này, chúng ta hoàn toàn có thể đảo ngược lại thì chúng ta sẽ đảo ra cái ốc là 3/8 như thế này, các bạn hiểu không ạ? Đấy, do vậy mà các bạn nào mà có đầu bôn nhỏ lẫn đầu bôn to, chúng ta đều có thể gắn trên cái chân C32T rất là hay. Sau cái chân C32T đời cũ của mình đã giới thiệu cách đây vài năm trước ý, thì cái chân C32T này có những cái đặc điểm mới như sau. Cơ chế của nó là sẽ giấu cái trục giữa vào giữa ba cái chân này thì sẽ giúp cho cái chân của chúng ta nó sẽ ngắn hơn. Nếu mà so sánh với chân C32T đời cũ ý, thì cái chân này nó đã gọn hơn tầm khoảng 15 phân. Khi các bạn nhìn cái túi này các bạn cũng sẽ thấy là nó khá là ngắn. Và cái vật liệu của cái chân C32T này là vật liệu carbon. Carbon 10 lớp thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái vệt carbon này nó đang chéo. Ở đây mình có một cái chân Banro C2690TV1 này. Các bạn có thể nhìn thấy này, đây là cái chân carbon 8 lớp này. Khi mà các bạn nhìn thấy cái chân carbon 8 lớp ấy, chỉ có những cái đường chéo carbon một chiều thôi. Còn đối với cái chân C32T carbon 10 lớp thì nó sẽ có thêm những cái vân carbon ngược lại, có nghĩa là tạo thành hình quả chám này, các bạn nhìn thấy không? Hình thoi quả chám này, các bạn hiểu chưa ạ? Các bạn nhìn kỹ được chưa ạ? Còn vật liệu carbon có ưu điểm như thế nào thì nói sơ qua thì rõ ràng là nó sẽ nhẹ hơn so với những cái chân bằng kim loại. Và cái thứ hai là cái độ hấp thụ rung của nó tốt hơn. Cái độ hấp thụ rung thì nói nó hơi gọi là một cách trừu tượng, nhưng mà các bạn cứ cảm tưởng như là khi mà chúng ta cầm một cái thanh sắt ấy, chúng ta đập vào tường thì cái phản lực của cái thanh sắt ấy nó làm cho cái tay của mình rất là đau. Nhưng khi mà các bạn sử dụng những cái vật liệu phi kim, ví dụ như carbon, nó tưởng tượng như là các bạn sử dụng một cái thanh gỗ, các bạn đập vào tường nó sẽ không đau tay bằng cái thanh sắt đập vào tường. Còn khi mà sử dụng cái chân này thì các bạn lật ngược các chân như thế này ra, các chốt ở chỗ này thì nó tự động nó khóa, các bạn nhìn thấy chưa, nó sẽ tự đẩy vào. Các bạn nghe thấy tiếng tách tách chưa? Các bạn muốn nó xoãi rộng ra thì ngón tay cái này các bạn bấm vào đây, xong chúng ta bẻ cái chân ra, cả ba chân nó sẽ chạm vào một cái nấc đầu tiên, giúp cho ba cái chân này nó đều tạo một cái góc đều nhau. Và do đấy khi mà chúng ta đặt ở phía dưới như thế này thì cái chân này nó sẽ thẳng. Chiều cao con này mình đoán chưa bao gồm đầu bôn thì nó đã cao hơn cả đầu mình rồi. Và cái khả năng chịu tải theo như nhà sản xuất thì cái chân này chịu tải là 20 cân các bạn. Do vậy mà các bạn nào mà đang lo lắng là cái chân này có chịu được cái gear máy của các bạn hay không ấy, thì mình nghĩ là cái chân C32T này dư sức các bạn ạ. Việc còn lại của các bạn là các bạn có dám mua những cái chân tàu mà không có thương hiệu hay không. Nếu các bạn tin tưởng mình thì mình không nói làm gì, nhưng còn nếu anh em mà không tin tưởng thì hy vọng với cái video mà hôm nay mình giới thiệu sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn nó khách quan hơn. Không biết là các bạn có nhìn thấy không, chiều cao khá là cao, nó cao hơn mình 1m65, các bạn có thể nhìn thấy nó hơn mình tầm khoảng độ 15 phân nữa. Mà chưa kể là nếu chúng ta gắn thêm một cái đầu bôn nữa ở đây thì nó rơi vào tầm khoảng 1m9, thì chúng ta có thể chia máy cao hơn thì nó sẽ đỡ bị vướng đầu của những cái người chụp khác. Còn nếu trong trường hợp mà các bạn thấp như mình chẳng hạn, chúng ta hạ cái trục này xuống này, gắn cả cái đầu bôn này nó vẫn cao hơn thì vẫn hợp lý cho những người tầm khoảng 1m7. Và trong khi đấy khi mà các bạn hạ cái trục đứng này xuống thì chân nó lại càng ổn định hơn. Cái đường kính thì mình xin nhắc lại là cái đường kính to nhất của nó là C32 này, sau nó sẽ giảm dần xuống là 28 này, 25 này và 22 này. So với những cái chân khác thì chân này thuộc loại to rồi. Còn nếu các bạn cần to hơn nữa thì nó có mẫu C36 ở đây. Mẫu C36 này thì là một cái chân gọi là siêu trường siêu chặn rồi. Cái mẫu này thì mình đã giới thiệu cho các bạn một lần rồi. Các bạn cũng có thể là xem lại cái chân đấy ở trên một cái video khác. Còn trong video này mình chủ yếu để giới thiệu cho các bạn cái chân C32T này thôi.
Còn một ưu điểm nữa mà cái mẫu chân C32T mới này mà mình muốn giới thiệu cho các bạn, đó chính là nó có thể tháo một chân ra là monopod các bạn nhé. Đây là một cái chân carbon mà khi mà chúng ta mua một cái chân tripod như thế này mà nó tháo được một chân ra là monopod thì đương nhiên các bạn đã có một chiếc monopod được làm bằng carbon rất là ok luôn. Nếu mà một cái chiếc chân monopod như thế này mà các bạn mua ở ngoài thị trường mà có đường kính là 32cm ấy, thì cái chân này nó sẽ rơi vào tầm khoảng, nếu mà các hãng khác nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ hơn 1 triệu, 1,5 triệu. Còn với một cái chân như thế này, cả cái chân C32T này khi mà các bạn mua nó chỉ rơi vào tầm khoảng hơn 3 triệu một chút, chúng ta đã có một chiếc tripod và chúng ta có một chiếc monopod luôn. Cái chân mẫu C32 cũ ngày xưa có mức giá là 3 triệu nhưng nó lại không thể tháo rời chân ra là monopod như cái chân đời mới hiện nay. Các bạn có thể nhìn thấy là tất cả những cái chỗ ngã ba này nó được tiện bằng CNC. Cái công nghệ tiện bằng CNC, nhôm CNC sẽ giúp cho cái khối lượng của chân nó nhẹ hơn so với một số những cái chân nó đổ bằng khuôn. Và các bạn để ý nhé, những cái chốt ở đây này, cái chốt ở đây ấy, thì đều được làm bằng khung kim loại hết. Ở ngoài thì nó bọc cao su. So sánh gần cho các bạn xem này, mẫu C2690 của Benro này là một cái chân khá là đắt tiền, nó rơi vào tầm 4-5 triệu trên thị trường. Các bạn có thể nhìn thấy thì hai cái cao su của hai cái chân này cũng khá giống nhau. Có nghĩa là cái độ hoàn thiện của cái chân C32T mà mình đang giới thiệu cho các bạn này nó tiện cận so với cái chân của Benro. Do vậy mà các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào những cái chốt khóa chân này. Tiện video này mình cũng nhắc lại cho các bạn này, khi mà các bạn muốn sử dụng cái chốt vặn này một cách thanh thoát ấy, thì các bạn hãy vặn như thế này, dùng cả bàn tay vặn ra, xong chúng ta kéo toàn bộ ra. Các bạn thấy không ạ? Cái quy trình này làm mới đầu các bạn chơi nó sẽ hơi khó khăn, nhưng mà chỉ cần các bạn chơi dùng 1-2 lần là các bạn sẽ làm thao tác như của mình này, nó rất là nhanh luôn các bạn ạ. Để mình cân thử cái chân C32T mà khi chưa kèm đầu bôn cho các bạn xem là nó nặng tầm bao nhiêu nhé. Khi chưa kèm đầu bôn các bạn có thể nhìn thấy nó nặng rơi vào tầm 1,78 cân các bạn ạ. Với một cái khối lượng như vậy thì mình nghĩ là nó rất là hợp lý. Nếu mà chúng ta cộng thêm cả cái đầu bôn nó rơi vào tầm khoảng độ dưới 500g thì cái chân này với một cái đường kính là 32mm nó chỉ rơi vào tầm khoảng hơn 2 cân một chút thôi. Đường kính 32mm này mà được làm bằng kim loại thì cái chân C32T mà mình đang giới thiệu cho các bạn ấy nó sẽ nhẹ hơn, rơi vào tầm khoảng 500g các bạn nhé. 500g là nửa cân ấy. Khi mà chúng ta đi leo núi hoặc là chúng ta chụp mà phong cảnh dài ngày thì rõ ràng những cái khối lượng nó chênh nhau rơi vào tầm khoảng 500g nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều so với những cái chân bằng kim loại các bạn nhé. Để cho anh em có một cái nhìn khách quan nhất về cái chân C32T này, mình sẽ sử dụng một cái đầu bôn của Trung Quốc là cái đầu bôn Manbili KF0 các bạn nhé. Cái đầu bôn này khi các bạn mua kèm cái chân này thì nó chỉ rơi vào tầm là 3 triệu tư cả chân cả đầu bôn mà thôi. Và mình sử dụng một cái máy ảnh khá là lớn, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Ở đây là một cái máy ảnh Canon 7D kèm với một cái ống kính là 75-300. Đây là một cái ống kính tele, super tele của Canon. Một số các bác sử dụng những cái ống kính nó lớn hơn ấy, thì trên cái ống kính nó sẽ có cái chỗ để chúng ta gá tripod. Còn đối với cái máy này thì mình sẽ đặt lệch. Đặt lệch có nghĩa là mình đặt sẽ đặt trên body. Do vậy mà khi mà chúng ta đặt thiết kế như thế này thì rõ ràng là cái chân tripod của chúng ta nó sẽ bị chịu tải lệch trọng tâm hơn. Để mình nghiêng chân cho các bạn xem nhé. Để mình nghiêng cho các bạn xem này. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đấy, nó rất là chắc chắn và nó cứng. Các bạn thấy không ạ? Nó không có cảm giác không bị rung lắc gì cả. Khi mà để dọc máy như thế này các bạn để ý này, đối với những cái chân nào hoặc là cái đầu bôn nào chất lượng nó kém ấy, thì khi mà chúng ta để dọc máy như thế này thì cái chỗ tiếp điểm giữa cái tripod và cái máy ảnh ấy, nếu mà cái chỗ này nó làm không chắc thì cái chỗ này nó sẽ bị đẩy, tại vì cái máy nó nặng chẳng hạn ấy thì nó sẽ ống kính nó đẩy làm cho cái máy của chúng ta nó sẽ bị dịch chuyển cái góc ở đây đi, các bạn hiểu không ạ? Có nghĩa là nó đang chụp như thế này, sau nó dần dần nó chúc đầu xuống. Ở đây nó rất là chắc chắn luôn nhé, nó không có vấn đề gì, các bạn hiểu không ạ? Các bạn nào mà lo lắng về cái chân này yếu thì mình nghĩ là không có lý do gì cả, trừ khi các bạn sử dụng những cái ống kính nó quá đắt tiền chẳng hạn. Ví dụ như cái ống như kiểu là 400, fix 400 chẳng hạn. Kể cả fix 400 ấy, mình nghĩ là cái chân này vẫn ok. Chẳng qua là cái đầu bôn này có thể nó sẽ không ok. Thì do vậy khi mà các bạn sử dụng những ống fix 400 thì mình nghĩ cái đầu bôn này không hợp lý. Còn những cái ống fix 70-200 hoặc là cái 75-300 này chẳng hạn ấy, thì mình nghĩ là rất là thoải mái luôn. Body mà mình đang sử dụng ở đây là body 7D. So sánh với những cái máy DIY khác thì đây là một cái chiếc máy DIY khá là lớn rồi. Vỏ được làm bằng magie, khối lượng cũng khá là nặng, đúng không ạ? Một lần nữa thì mình xin nói lại cho các bạn một số những cái thông số kỹ thuật của cái chân C32T này nhé. Thứ nhất là chân này được làm bằng carbon fiber 10 lớp các bạn ạ. Và thứ hai là khi gấp gọn thì cái chân này nó gọn rơi vào tầm khoảng độ xấp xỉ 50 phân. Chiều cao kèm cả bôn hết thì nó có thể rơi vào tầm khoảng độ 1m9. Khả năng chịu tải của cái chân theo như nhà sản xuất, nếu các bạn sử dụng đầu bôn tốt thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 20 cân. Và cái chân này có khối lượng chưa bao gồm kèm đầu bôn thì nó rơi vào tầm 1,5
7-8 kg các bạn nhé. Chân này có thể tháo một chân ra là monopod. Do vậy khi các bạn mua cái chân này, chúng ta đã có được một cái monopod đường kính khoảng 32mm, rất là tốt luôn các bạn nhé. Mức giá của nó thì sẽ rơi vào tầm hơn 3 triệu. Nếu các bạn mua kèm đầu bone thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 3 triệu tư đổ lên các bạn nhé. Nói chung đây là một cái chân mà dành cho các bạn chơi chuyên nghiệp hoặc là làm dịch vụ, cũng như là các chú các bác nào lớn tuổi chuyên chơi phong cảnh, chơi chim cỏ. Nếu các bạn chỉ gọi là mua về để chụp gia đình thì chúng ta không nên xem những cái chân như thế này. Các bạn dễ bị loạn và chúng ta không biết được chọn chân nào cho nó hợp lý các bạn ạ. Các bác nào mà có ý định tham khảo vào cái chân này có thể là liên hệ trực tiếp cho số điện thoại mình ghi ở trên video, hoặc là nếu mà ở Hà Nội có thể qua xem trực tiếp. Đối với các bác ở xa, nếu mà muốn tham khảo cái chân này thì bên mình vẫn có thể là gửi hàng cho các bác. Các bác mở hàng ra kiểm tra ok thoải mái, cảm thấy là ưng ý thì các bác lấy. Nếu các bác cảm thấy không ưng ý thì các bác cho mình xin lại mấy chục nghìn tiền vận chuyển quay đầu các bác nhé. Một lần nữa xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo khi mình chia tay những sản phẩm khác.